Đây là máy đến từ game thủ nó một là người cầm Yamato. Chị Boy là người cầm quân gì? Chị Boy cầm... Không, chị Boy thì không muốn nói nữa. Vâng, mặt mặt thì xấu trai mà suốt ngày cầm vâng Hàn Quốc, vâng Hiti và Glade, nhưng mà quân cũng cần. Và trận đấu này chúng ta sẽ đến với màn hình máy của game thủ nấu một thôi. Chị Boy phế quá, suốt ngày cho son. Vâng, nấu một cầm dao của tôi sẽ tươi hơn. Bên kia Hiti và Glade đem kèo cân. Và chúng ta cùng chờ xem vâng bên nào đẹp hơn thì bên thắng, đơn giản vậy chúng nhanh. Chúng ta đến với màn máy của game thủ nấu một để xem nấu một thi đấu như thế nào. Vâng, đôi khi thi hoàng có những trận nấu một lên đồng thì bài xấu hơn vẫn thắng. Vâng, đây là hai voi dành cho game thủ nó một rồi. Vâng, con voi quay đầu nhưng mà nó không đúng lúc. Vâng, lá như nó lúc nó đầy máu nó quay đầu thì có lẽ là con nằm dần đấy của game thủ nó một đã nằm 19-20. Vâng, nó một sẽ thiết kế chữ S đầu tiên. Lại đập lô. Vâng, hai voi. Yes. Vâng, bãi quả phụ dành cho game thủ nó một cũng đã có. Tư dân. Đây là bài đánh 25 dân dành cho game thủ nó một. Đánh 26 dân. Vâng, đây là những con nông dân để có thể ăn hai con voi. Và trận đấu nhà của game thủ nó một đã đủ đồ. Rất ổn. Kích. 8 phút 19 giây với 256 nông dân của Yamato. Màn hình máy của game thủ là Lochibo. Một bài cái mưa đích mà có vẻ như người đích và chị Boy đang kêu à, cho son. Vâng, một bài mà game thủ cho son đang kêu kêu kêu. Vâng, Boy nhà cái gì đấy. Kami bình luận viên hay lắm, khó chịu anh ra bảo thật. Vâng, dạo này em bị gạch đá hơi nhiều, thành ra là em cảm giác rất khó chịu với những ai mà khen mình nhá. Bởi vì mình bị gạch đá quen rồi. Vâng, nghe gạch đá thấy bình thường, nhưng bây giờ ông nào khen mình ở bình luận hay cái là mình cảm giác như kiểu khen đều á, nên cảm giác khó chịu ngay. Đấy, cho nên là đấy là lý do tại sao mà những ai mà chửi em ấy không bao giờ, vâng, chê em ấy không bao giờ nói gì, nhưng ông chống nào vâng, khen em cái là em chửi ngay. Vâng, khen cái chửi ngay không có hiểu. Vâng, lên đời. Ôi giời ơi, chị Boy lên đời ai sớm nhất bản đồ. Ôi giời.
Bài mắc của mắc đến từ game thủ nông một. 8 phút 40 giây 25 nông dân của cho John. Ok, lên đời khá mắc binh dành cho game thủ. Vâng, chú bò trong trận này. Vâng, bách quả đây luôn. Nhiều đồ ăn mắc ba le ở giữa bản đồ. Chúng ta cùng chờ xem chú bò thi đấu này như thế nào. Vâng, mẫu 2. Game thủ mẫu 2 là game thủ cầm Hitty. Ở giữa game thủ mẫu 6 là game thủ cầm Hitty. Vâng, cung tê có, vâng, cung tê của Hitty rất, vâng, bắn rất đau. Đây là tình huống mà game thủ chiếc bò đang muốn công ca. Có cần bò mấy bãi vàng vào trước khi vâng làm con ca hay không? Khi mà game thủ vâng sẽ có một game thủ Hoàng Anh, nhưng tình huống này nhiều khả năng cũng sẽ chéo sang bên này để giảm áp lực cho người đồng đội của mình trong trận tiếng này. Bài cầm Blake, vâng, có gỗ tới từ game thủ nông một nhưng vẫn chưa đủ. Màn đánh máy tới từ game thủ nông một. Vâng, đây là những con rất nhiều nông dân của game thủ màu hai, game thủ Hoàng Anh. Vâng, xin thêm một con ngựa giò nữa cho nó chắc. Vâng, có 28/28 nâng xin gỗ liên tục. Đây là hai giò đến từ game thủ nông một. Vâng, đều là hai con ngựa giò cung giáp. Vâng, có nhà phù trong tình huống này. Vâng, một dân nằm xuống. Vâng, con người pha điều dò khá khó chịu đến từ game thủ No 1. Mang dân vào đập không? Vâng, đây những con đồng dân chưa bánh xe không thể đập được. Chúng ta đến với màn hình máy của game thủ Chibon để xem Chibon một tấn công cả vào nhà của game thủ vâng cầm Hitty. Vâng, trao được giã. Nổ. Chưa nổ có chữ. Này thì sửa. Này thì sửa là chính tôi. Vào ruộng. 30. Vâng. Vâng, cảnh như bên kia nghe game thủ nó một báo về thì game thủ vâng, game thủ cầm Derek đã fit. Có phải thật hay không? Chúng ta cùng chờ lại xem. Vâng, có lẽ là pha công ca từ game thủ chú bòi đó là nên xem hơn. Và 1/48 và đây là những pha công ca đến từ game thủ Hello chú bòi. Vâng, chí bòi tăng L2 trong tình huống này. Không có cung R dành cho game thủ Chí Thích Công. Vâng, Chí Thích Công đang làm cái gì này? Chí Thích Công vẫn chưa ra tân quân đầu tiên và chạy dần đến từ game thủ Chí Thích Công. Toàn bộ các cơ sở làm ăn của game thủ Chí Thích Công đều đã bay, nhưng có ruộng chính là chưa bay. Vâng, pha vẩy E tuyệt vời trong tình huống này tới từ game thủ Hello Chí Bòi. Vâng, chém thẳng vào ruộng chính của đối phương. Và đây là một chiến, vâng, đây là một trận đấu mà dường như các thành viên của phía team JTV đang là những người có lợi thế hơn. 5 người chém trong tình huống này rất khó để cho game thủ cầm IT có thể đỡ được nhà. Vậy hay không? Vậy. Vâng, vậy. Không được rồi. 32/48 nhưng không sao cả. Đây là một trận đấu mà nhà của game thủ vâng Chí Công đang lủng hoàn toàn. Vâng, rất tươi dành cho game thủ Chí Bòi. Phía bên kia nó một báo về thì game thủ Hoàng Anh đã fit. Như thế thì vâng còn gì để đánh nữa nhỉ? Vâng, chắc là vâng thắng thôi. Vâng, vớ vẩn tần máu ẩu. Này 22. Vẫn chưa anh xe được không anh? Từ xong rồi. Đất đồng anh. Kìa kìa kìa. Kìa. Không được, không được. Không được. Hay lắm. Còn lại con dân nữa. Hồng Anh bánh xe như này rồi. Hồng dân Hồng Anh có cái nhiệm vụ để dân phải cho game thủ vâng nơ bộ chúng ta để chém thì phải. Thằng lại là 21/36 kia. Lại dân nữa của Hồng Anh xong dân đều. Úi giời ơi, một đàn vô tình huống này. Xong anh được rồi. Thôi được rồi, chú bòi vâng đồng một tính nước zip cũng ra đây quay trở lại máy của chú bòi rồi. Vâng, và vẩy e đến từ cái thủ Hello chú bòi. Vâng, có thể vẩy được. Vâng, vẩy tuyệt vời, quá hay đến từ chú bòi. Hay quá, hay quá. Hình gỗ không sao cả, đây một tình huống chém quá hay từ chú bòi. Nhưng quan trọng là game thủ nó một này, thằng Hồng Anh nó nhiều phù lắm đấy nhá. Đừng có sang đấy, chưa thắng đâu. Nó một vâng, nó một báo về Hồng Anh hoảng trường một câu chém gió mà thôi. Bình dương bất trai. Vâng, bình dương bất trai thì tất nhiên rồi, anh em nói cái điều hiển nhiên vậy.
Vâng, 39-48. Phía bên kia là Hồng Anh đang có rất nhiều phù thủy nhá. Đúng đúng rồi, N1 thì cũng là fit rồi. Vâng, N1 xin vàng, để gì đây? N1 đã fit, vâng, chính thức hoạt. Vâng, đấy, vâng, đây là một pha và tiếp tục cử hành viên thủ 16 trên tùy hướng này. Vào, vâng, vào. Ơ, chạy đâu? Vâng, cử hành rất hay. Nhưng đây, nhưng mà bên họ vẫn còn đông phù, đông quân lắm đấy. Chưa thắng ở đâu. Tất nhiên rồi. Tham theo thì mình vẫn đang tham, mình đang đè khoảng 55-45, nhưng bên kia có rất nhiều phù. Không, người ta không để ý, người ta không để ý. Ôi. Rất nhiều phù tới từ đồng thủ của hai. Anh chúng ta cùng xem luộc được bao nhiêu, vâng, luộc được bao nhiêu con nông dân của game thủ của anh cho tí nữa ấy này. IO rất nhiều, vẫn là một trận đấu khoai. Mặc dù tham lai của chúng ta bị đè từ hướng sau game vừa rồi cũng đủ chút bo, nhưng bây giờ thì có lẽ là bị đè ngược. Và trận đấu chú bo đánh rất hay. Ba mươi bốn trên 44. Game thủ chí đi công là quá khổ với ông chí bòi rồi. Nhưng đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng vẫn là hơi khoai tỉnh sán. Vâng, 15-36, nhưng con cung R còn sót lại đến từ game thủ chí được. Nhưng ý công cũng đang đi, vâng, đang đi quản bản đồ xuống trận này. Vâng, giá như mà game thủ nó một có thể lên qua trận đấu này mà chấu thí sự với tươi. Nếu quan trọng rằng đồng một đã qua yếu. Vâng, chỉ đơn giản thôi, quan trọng nhất là không có lực được người cung ngay. Chị bòi vẫn đang nhận điểm số cao, nhưng tham lai của mình vẫn đang đè, đang đè 55-45. Hay là chị bòi sau ít chém thôi để bơm vàng cho bơm đồ cho nó một, nó lên cung A được không? Trời, nó một lên cung A được thì rất là tươi. Tham lai mình đang đè, nhưng vấn đề là chị bòi không thể nào vào được nhà với thủ anh, nhưng mà anh thủ quá nhiều phù. Hồng Anh không phải là một bài khỏe. Tham lai mình vẫn đang đè ở chí là có thể nói là 6-4 rồi. Nó một con chuyển A dần đi. Được đất tay đồ. Và không chỉ đánh được mà đánh ngon luôn. Nhưng đánh được cái gì anh? Tao lại mình đang đè rất mạnh. Vẫn chi bòi cần phải bơm thêm gỗ cho nó một. Vâng, đây là nhà A thứ hai. Vâng, chuyển A xong thì sẽ có một chiến thắng dành cho thành viên của phía GTV. Trận này, vâng, khi lên được cung A hay áo mà không bị làm sao thì khả năng thắng là rất cao rồi. Đây là một trận đấu mà đánh rất hay đến từ game thủ đầu chi bòi. Phải nói là như vậy. Rất nhiều phù.
Một bài mà game thủ của anh đang chơi châu phù của GDX mà thôi. 34/40. Vâng, trước nhà à, tiếp theo dành cho game thủ nó một trong tình huống này. Đây là một trận đấu mà game thủ nó một. Vâng, vẫn sẽ phải giật lại. Màn đánh máy đến từ chiếc boy cầm phải sang một là số thẳng vào đối phương. Vâng, mang một đạo quân sang cứu nhà của game thủ nó một, và một đạo quân cũng sổ thẳng của nhà game thủ Hồng Anh. Hồng Anh sẽ không thể nào có tay để có thể điều được cả hai phương để cả hai hướng game thủ này. Vâng, chơi rồi. Hồng Anh, vâng, game thủ chiếc boy đang chém ở đây. Hồng Anh để ý thì sẽ mất tay ở khu vực chiến trường chính, sẽ không thể điều được những con phù vào đây một tình huống. Vâng, bắt phù của thành viên bên phía team Tài Linh. 35/40. Hồng Anh làm sao có thể đủ tay trong tình huống đường này đây khi ở nhà đang có biến. Vâng, những con phù đang đứng yên. Vâng, sạc đều điều bắt quân và chiến thắng dành cho team bên phía GTV trong trận đấu thứ tư. Vâng, không cửa thua rồi. Vâng, trận này là xong rồi. Vâng, hết phù thủy dành cho game thủ Hồng Anh. Hồng Anh đi sai. Vâng, hai đều trong trận đấu thứ tư dành cho các thành viên của bên phía team Kim TV.